Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh phim. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và mới nhất nhé. Bốn lý do hóng gấp yêu em từ dạ dày, Triệu Lộ Tư chán xuyên không, hôn tới tấp anh chú Lâm Vũ Thân thấy mà khoái. Yêu em từ dạ dày sẽ là màn comeback táo bạo và ngọt ngất ngây của Triệu Lộ Tư sau khoảng thời gian xuyên không mệt nghỉ. Nữ chính chán xuyên không, nam chính hóa ông chú gặm cỏ non. Đó chỉ là vài ba sự thật sốt dẻo khiến Yêu Em Từ Dạ Dày trở thành dự án phim đô thị tình duyên lãng mạn được fan Hoang Ngữ lót gạch hóng chờ nhất. Đúng như nhan đề, câu chuyện tình yêu giữa Lộ Tấn do Lâm Vũ Thân đóng và Cố Thắng Nam do Triệu Lộ Tư đóng nổi lửa từ trong căn bếp và qua những món ăn ngon. Sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu đôi lứa và ẩm thực hấp dẫn sẽ khiến nội tâm và dạ dày của người xem cồn cao và run rẩy từng giây từng phút. Lý do đầu tiên, cả làng đều hóng Triệu Lộ Tư thoát kiếp xuyên không, diễn xuất cũng hứa hẹn nâng tầm. Sau hàng loạt vai diễn du hành thời gian lia lịa thì Triệu Lộ Tư cuối cùng cũng có một vai bình thường ở xã hội hiện đại. Sự trở lại với Yêu Em Từ Dạ Dày đánh dấu một cột mốc mới mẻ trong sự nghiệp của cô nàng gà cưng nhà Thiên Tân. Trong Yêu Em Từ Dạ Dày, Triệu Lộ Tư hóa thân thành Cố Thắng Nam, nữ đầu bếp tập sự với nét tính cách hậu đậu và hài hước. Bên trong cô gái nhỏ là cả một bầu trời đam mê dành cho ẩm thực, mơ ước trở thành một ẩm thực gia đại tài sau này. Tuy nhiên, có không ít những biến cố đang lăm le dập tắt ngọn lửa niềm tin của cô, như bị bạn trai phản bội hay sắp mất việc tại khách sạn do thua lỗ. Đó là trước khi cô gặp Lộ Tấn, người đã thay đổi hành trình của cô mãi mãi. Không còn bối cảnh cổ trang huyền ảo như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, ôi hoàng đế bệ hạ của ta, lần này mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào thực lực diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Thông qua trailer, có thể thấy ngôi sao trẻ đã bước đầu ghi điểm khi thể hiện đúng đủ đẹp những cảnh xúc động hay hạnh phúc. Vì thế, nhiều fan hy vọng với Yêu Em Từ Dạ Dày, Triệu Lộ Tư sẽ đập nát bức rào chắn đã cầm chân cô ở nền điện ảnh showbiz, để rồi từ đó xóa nhòa danh xưng thánh nữ xuyên không mà tiến lên chinh phục những đỉnh cao diễn xuất mới. Lý do thứ hai, chú đẹp Lâm Vũ Thân xoáy khí ngút trời, hơi tấu hài nhưng thả thính đâu dính đó. Phối hợp diễn xuất với Triệu Lộ Tư lần này là Lâm Vũ Thân, hơn cô đến 18 tuổi. Tuy nhiên, cộng đồng fan phim Hoang Ngữ đang đổ lên đổ xuống với nhân vật Lộ Tấn của anh trong Yêu Em Từ Dạ Dày lần này. Lộ Tấn là một vị giám đốc giàu có, tài năng nhưng có tính tình ương ngạnh, nóng nảy. Anh luôn dám nói, dám làm và quyết định mua lại khách sạn nơi Thắng Nam làm việc cũng là một trong số đó. Sau này, anh gặp cô gái vụng về qua những tình huống oái oăm nhất, nhưng sau đó nảy sinh tình cảm buộc vị CEO mặt lạnh phải thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Lăn lộn trong làng giải trí đã hai thập kỷ, đến nay Lâm Vũ Thân mới tỏa sáng thật sự với vai nam chính trong Yêu Em Từ Dạ Dày. Người xem đã không giấu được sự si mê dành cho Lộ Tấn kể từ những hình ảnh đầu tiên. Bề ngoài đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền, nhưng điều khiến khán giả thích thú về nam chính còn có những pha hài hước khó đỡ, phần lớn đều do Thắng Nam gây ra. Bên cạnh đó, anh chàng còn khiến fan sâu răng với những cử chỉ ân cần, quan tâm dành cho người yêu. Đây hứa hẹn sẽ là màn đột phá đáng mong chờ đến từ Dương Tiêu của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký ngày nào. Lý do thứ ba, chuyện tình đũa lệch với 1001 cảnh hôn bạo đến bỏng mắt, bất cứ đâu cũng đu đưa cho bằng được. Không còn là không gian cổ trang uy nghiêm, khép nép hay những khuôn viên trường học đơn thuần. Yêu Em Từ Dạ Dày mang khán giả đến thẳng với cuộc sống của con người trưởng thành, từ đó những mối quan hệ yêu đương cũng được nâng cấp và vô cùng bạo dạn. Chỉ mới tung ra đôi ba trailer giới thiệu thôi mà Yêu Em Từ Dạ Dày đã khiến ruột gan khán giả nhộn nhạo với loạt cảnh tình tứ thân mật của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân. Cả hai hôn nhau trên dưới chục lần, chẳng ngại không gian hay thời gian mà cứ bất chấp hành sự. Lúc thì trang môi đáng yêu, lúc thì đánh lưỡi cuồng nhiệt. Hai thái cực đối lập, một bên là vị tổng tài giám đốc mạnh mẽ dứt khoát, một bên lại là thiếu nữ hài tính khoái bông đùa. Trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp ngọt lịm và quyến rũ đến kỳ lạ. Lý do thứ tư, chủ đề bếp núc thú vị đúng chuẩn tình yêu đôi dạ dày. Cộng thêm đồ ăn thơm lừng, vỗ béo hội kiền ăn uống. Nếu bạn không hẳn là một fan cuồng phim ảnh thì đừng lo, Yêu Em Từ Dạ Dày còn là bộ sưu tập những món ăn ngon lành và bắt mắt, đảm bảo ai xem cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Ngoài ra, niềm đam mê với ẩm thực cũng biến cô trở thành một tay nếm lành nghề, liên tục cho ra đời những tuyệt phẩm quyến rũ dạ dày của sếp lớn Lộ Tấn. Nếu những hương vị đậm đà sau đây đã thành công hấp hồn được nam chính, thì chắc chắn chúng sẽ khiến bạn say đắm đắm say ngay cho xem. Bộ phim Yêu Em Từ Dạ Dày đã chính thức lên sóng từ ngày 15 tháng 9 năm 2020. Hãy cùng chúng mình đón xem những tình tiết hấp dẫn và thú vị của bộ phim này nhé!
Chúng mình là học phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh và cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông nhỏ bên dưới góc màn hình để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!